thứ hai tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tụ tập trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ đức vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Suy niệm yêu thương nghĩa là chia sẻ, viếng thăm, tiếp rước, cho mặc. Đó là những phục vụ cụ thể. Ngay từ đầu mùa chay, Hội Thánh đề ra cho ta điều cốt yếu, một trang quan trọng nhất của tin mừng. Vào ngày trung thẩm, ta sẽ không bị phán xét về những ý ngay lành, những tình cảm tốt đẹp của mình, nhưng về những việc làm cụ thể ta đã thực thi cho những anh chị em nghèo khổ nhất, túng thiếu nhất. Khi con người vinh hiển quang lâm, có toàn thể thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngay vinh hiển của người. Thỉnh thoảng ta nên nhớ đến cứu cánh trên. Một ngày nào tôi sẽ tiến tới đó. Ngày đó đến rất nhanh. Bấy giờ mọi sự việc trần gian sẽ mang những cấp độ mới. Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết phán đoán mọi sự.
theo quan điểm vĩnh cửu, biết phân biệt cái tầm thường với điều quan trọng. Thật ta, người Do Thái có một ý niệm quá đơn giản về ngày thế mạt. Họ tưởng rằng ngày trung thẩm của Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sân ngoài dân thiên hạ phải bẻ mặt. Nhưng Đức Giê-xu lại có một cái nhìn phổ quát về ơn cứu độ. Mọi người, mọi anh em dân ngoài đều có vận may của mình. Tất cả đều hiện diện trước mặt người. Ngày ấy, chính tôi cũng sẽ có mặt tại đó. Tôi hãy tưởng tượng mình đang sát cánh bên đoàn lũ đông đảo này, chờ đợi sự phán xét của người. Và ở đó cũng sẽ có mặt tất cả những người tôi yêu thương, những người tôi quen biết, những người bên cạnh tôi, những người tôi có trách nhiệm. Tất cả chúng ta sẽ hiện diện ở đó, Do Thái cũng như không Do Thái, Kitô hữu cũng như những người không Kitô, người tin cũng như những kẻ không tin, Hồi giáo, Ân giáo, những người theo thuyết vạn linh, những nhà chiêm niệm suốt đời sốt sắng nguyện cầu, cũng như người vô thần không bao giờ cầu nguyện. Tất cả sẽ ở trước mặt người Thiên Chúa tối cao. Nhưng ngày đó sẽ bắt đầu từ hôm nay. Khi đó, chúng ta sẽ không thể che đậy được gì trước mặt Chúa. Vì thế, ngay lúc này, chúng ta phải biết lợi dụng tốt thời gian, biết hoàn thành xuất sắc mỗi ngày sống của chúng ta trên trần thế thật đầy đủ ý nghĩa. Nhưng còn điều quan trọng hơn nữa, Chúa Giê-xu nói với chúng ta, mỗi người sẽ bị xét xử về tình yêu thương, về một tình yêu rất giản đơn, cho uống, cho ăn, tiếp rước, cho mặc, thăm viếng, chăm sóc. Tôi có làm tất cả điều đó không? Và cách thức ra sao? Một lần nữa, đối với Chúa Giê-xu, những kẻ bé nhỏ, những người nghèo khổ được đặt lên hàng đầu, chúng ta sẽ bị xét đoán về các mối tương quan của ta với họ. Thông thường, chúng ta không biết nhận ra điều đó. Ta huấn luyện cái nhìn của mình, luôn biết quan tâm tha nhân, thấy được nhu cầu của họ. Đừng khi nào ngang qua một người nào đang mong chờ chúng ta một điều gì, ta lại để họ phải thất vọng. Đức Giê-xu còn đồng hóa mình với những người bé nhỏ. Đức Giê-xu luôn hiện diện chung quanh tôi dưới nhiều dạng hình thức trong mọi người đang cần đến tôi. Như vậy, tin mừng của Chúa không phải là một lý tưởng mang tính tình cảm mơ hồ, mà là một lời mời gọi có tính cách yêu, một cách triệt để, một dấn thân thật sự. Từ chối yêu thương không thể giống như yêu thương. Người sống vị kỷ, người không yêu thương không thể có chỗ đứng kề cạnh Thiên Chúa. Thiên Chúa nhất quyết thực hiện điều đó. Người dành tất cả nỗ lực trong công cuộc lớn lao này, Đức Giê-xu đã đổ hết máu mình vì yêu thương, để chúng ta yêu mến nhau. Thật là quan trọng. Mùa chay là thời gian thuận tiện giúp chúng ta chăm lo lập công đền tội bằng những việc phục vụ những người bé mọn trong xã hội. Amen.